Cục Y tế Dự phòng cho biết hiện nay dịch sốt xuất huyết đang trong tình trạng báo động cao khi mà 7 tháng đầu năm nay, số bệnh nhân thống kê được đã tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2014, với trên 21.000 ca mắc ở 48 tỉnh thành. Cụ thể, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam như Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương là khu vực có số mắc sốt xuất huyết tăng cao nhất. Điển hình như Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong một tuần, địa phương này đã ghi nhận 307 trường hợp nhập viện vì sốt xuất huyết, so với trung bình 4 tuần trước đó, con số này đã tăng 34%. Trong khi đó, thói quen tập quán sinh hoạt của người dân khiến tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết có cơ hội phát triển, như người dân vẫn có tập quán trữ nước nhưng không thả cá diệt bọ gậy, hay lọ hoa trên bàn thờ, lọ hoa để lâu ngày, nước đọng ở chậu cây cảnh ngoài sân chứa đầy bọ gậy, chai lọ, vỏ lon nước ngọt vứt ra ngoài vườn cũng có thể ứ đọng nước và là nơi sinh sôi lý tưởng của muỗi truyền sốt xuất huyết. Hiện nay, thời tiết đang bước vào mùa mưa là cao điểm sốt xuất huyết nên dự kiến số ca mắc sốt xuất huyết còn tăng cao. Năm nay còn được dự báo là đỉnh của dịch bệnh này. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân khi nghi mắc sốt xuất huyết cần đến bệnh viện để được tư vấn và điều trị, tránh điều trị tại gia đình vì có thể để lại những biến chứng nguy hiểm.